Chung xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Đầu video Chung cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 2021, thì Chung cũng xin phép được cập nhật một ít thông tin về tình hình dịch Covid và cái tình hình ở tỉnh Kiên Giang cho cô chú anh chị mình trong nước và ngoài nước được xem và nắm rõ tình hình hiện tại. Thì theo thông tin mà Chung nhận được cập nhật vào ngày 9 tháng 8 thì tức là ngày hôm nay đã có cái công văn chính thức về việc đưa người dân của tỉnh Kiên Giang từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Cô chú anh chị thì Chung sẽ thông qua cái văn bản và cho cô chú anh chị mình được xem và nắm rõ. Thì hiện tại Chung đã cập nhật được cái văn bản vào lúc 10 giờ 55 phút ngày 9 tháng 8 2021. Nội dung văn bản như sau: nhằm kịp thời chia sẻ với thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19, Kiên Giang xây dựng kế hoạch đón nhận người dân Kiên Giang sinh sống, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, dự kiến ngày 10 tháng 8, tỉnh tổ chức đón người dân Kiên Giang từ thành phố Hồ Chí Minh trở về trong đợt đầu tiên. Đây là một số hình ảnh mà bên phía công ty Phương Trang dán khẩu hiệu lên xe để mà chuẩn bị đón người dân Kiên Giang trở về. Là một trong những đơn vị được chưng dụng ký túc xá làm cơ sở cách ly tập trung cho người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về Kiên Giang, trường Cao đẳng nghề Kiên Giang đã hoàn tất các công tác chuẩn bị bàn giao cơ sở vật chất cho ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh làm khu cách ly tập trung. Cô Hà Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kiên Giang cho biết, hiện các em học sinh đang nghỉ hè, trường đã chuẩn bị ký túc xá khoảng 30 phòng với 180 chỗ để làm nơi cách ly tập trung cho người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Trường đã dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng và phối hợp với y tế chuyển các dụng cụ phục vụ sinh hoạt cho người dân trong thời gian cách ly tập trung vào ký túc xá. Bên cạnh đó, trường chuẩn bị nhân sự phục vụ hành chính ký túc xá để sẵn sàng hỗ trợ hậu cần khi có yêu cầu. Ngoài ký túc xá của trường Cao đẳng nghề Kiên Giang, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh còn thành lập các khu cách ly tập trung tại các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Gạch Giá và huyện, đảm bảo chỗ ở cho gần 1.000 người. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trúc Giang, phó giám đốc Sở Y tế, tổ trưởng tổ chỉ đạo công tác tiếp nhận người dân Kiên Giang trở về từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay mọi công tác chuẩn bị tiếp nhận người dân Kiên Giang trở về từ thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất như đăng ký, vận chuyển tiếp nhận, cách ly, xét nghiệm và các điều kiện hậu cần như ăn ở, sinh hoạt cho người dân ở khu cách ly tập trung đã đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Sở Y tế đã bố trí cán bộ tham gia tổ tiếp nhận, kiểm tra, giám sát y tế trong quá trình vận chuyển người từ thành phố Hồ Chí Minh về. Tính đến nay, qua thống kê của các sở ngành, tổ hợp có khoảng 400-500 người ở Kiên Giang đang học tập và làm việc lao động tại thành phố Hồ Chí Minh đăng ký trở về quê đợt đầu tiên. Vậy là đợt đầu tiên này thì đã có 400-500 người dân đã đăng ký hơn cô chú anh chị. Dự kiến số lượng đăng ký 1.000 người đến 1.500 người theo kế hoạch. Người dân thường trú tại tỉnh Kiên Giang đang học tập làm việc và lao động cùng người thân tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch Covid-19 có nguyện vọng trở về địa phương đều được hỗ trợ về chi phí ăn ở và vận chuyển miễn phí từ địa điểm đón nhận bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh về các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Sau khi hoàn thành cách ly, bố trí phương tiện đưa về tận nhà, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đồng hành với tỉnh trong việc tiếp nhận người dân Kiên Giang trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Phương Trang hỗ trợ miễn phí những chuyến xe nghĩa tình đồng bào về quê. Ông Phan Đình Bảo, giám đốc chi nhánh công ty Phương Trang cho biết, trong đợt tiếp nhận người Kiên Giang trở về thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên, tập đoàn Phương Trang chuẩn bị 25 xe giường nằm với 25 tài xế và 10 nhân viên phục vụ tổ chức đón nhận người dân Kiên Giang tại bến xe miền Tây. Về các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ người dân về quê là món quà. Giấy hỗ trợ người dân về quê là món quà tập đoàn Phương Trang gửi đến người dân, mong muốn giúp người dân giảm bớt khó khăn, về quê an toàn, ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện theo quy định, mỗi xe chở không quá 50% công suất, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, bệnh như vệ sinh khuẩn trước khi khởi hành. Mỗi hành khách đều được xét nghiệm trước khi lên xe và trang bị đồ bảo hộ trong suốt hành trình. Đó là cái văn bản mà thông qua để bên phía công ty Phương Trang cũng hỗ trợ miễn phí tiền vé xe cho cô chú anh chị bà con mình trở về Kiên Giang ha cô chú anh chị. Một cái việc làm hết sức là ý nghĩa từ phía công ty Phương Trang hỗ trợ cho người dân Kiên Giang.
Thì cũng có một cái văn bản là cập nhật lúc 11 giờ 7 phút ngày 9 tháng 8 2021, thì cái văn bản này cũng chung sẻ nêu sơ qua về cái việc mà đăng ký và về ở đâu, cách ly như thế nào của chú anh chị. Thì ngày 5 tháng 8 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 156/KH của Ủy ban Nhân dân về việc tiếp nhận người dân Kiên Giang trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng tiếp nhận là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang, đang học tập, làm việc và lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, gặp khó khăn do dịch Covid-19, có nguyện vọng trở về địa phương. Các đối tượng khi đăng ký về quê Kiên Giang phải đáp ứng các yêu cầu là không thuộc nhóm F1, F2, không nằm trong khu vực đang bị phong tỏa, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, được thực hiện trong vòng 72 giờ, ưu tiên người đã tiêm ngừa vaccine COVID-19. Thời gian tiếp nhận từ ngày 3 tháng 8 2021, tổng hợp số lượng danh sách người đăng ký trở về, chuẩn bị phương tiện vận chuyển đáp ứng số người đăng ký, lịch trình cụ thể đưa đón, tổ chức vận chuyển, địa điểm cách ly trên cơ sở số lượng đã đăng ký, thực hiện theo từng đợt, mỗi đợt đưa đón từ 400 đến 500 người cùng phương tiện nếu có. Thời gian mỗi đợt cách nhau từ 3 đến 7 ngày tùy theo số lượng người đăng ký, có thể tăng hoặc giảm do tình hình thực tế. Dự kiến đợt đầu tiên thực hiện vào ngày 10 tháng 8 2021. Về việc tổ chức đón nhận cách ly tập trung, thống kê nắm bắt số lượng, tổng hợp, lập danh sách các đối tượng đã đăng ký về quê Kiên Giang. Công tác kiểm tra y tế và xét nghiệm được thực hiện như sau. Tại bến xe miền Tây, tổ chức tiếp nhận kiểm tra sức khỏe, thực hiện xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm âm tính, tổ chức đưa các đối tượng về khu cách ly tập trung tại tỉnh. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, liên hệ với cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh, đưa các đối tượng đến cơ sở điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đối tượng không được tiếp nhận thì đưa về tỉnh điều trị tại Kiên Giang. Tiếp tục thực hiện xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 tại các khu cách ly tập trung của tỉnh lần 1 vào ngày thứ 2 ngày hôm sau, lần 2 vào ngày thứ 14 nếu kết quả âm tính. Sau ngày 14, tổ chức đưa đối tượng về địa phương theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, nếu kết quả dương tính đưa các đối tượng đến cơ sở điều trị của tỉnh. Dưới đây là một ít thông tin mà để đăng ký về quê hả cô chú anh chị. Địa điểm đón nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại bến xe miền Tây. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan hỗ trợ đưa các đối tượng đến bến xe miền Tây. Tại Kiên Giang, đảm bảo chỗ ở cho 992 người tại các khu cách ly tập trung của tỉnh. Các khu cách ly tập trung hiện có gồm cơ sở trường cao đẳng sư phạm Kiên Giang 3 khu, ký túc xá A, B, C, số 449 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Gạch Sỏi, thành phố Gạch Giá. Có 93 phòng, sức chứa lên 372 người. Cơ sở Tô Hiếu Thành, trường cao đẳng nghề Kiên Giang số 11 Tô Hiếu Thành, khu phố 1, phường An Hòa, thành phố Gạch Giá, có 30 phòng, sức chứa 120 người. Cơ sở Ngô Thị Tập, trường cao đẳng nghề Kiên Giang số 1, đường Ngô Thị Tập, khu phố Lê Hồng Gấm, phường Vĩnh Ninh, thành phố Gạch Giá, có 40 phòng, sức chứa lên 320 người. Cơ sở trường cao đẳng nghề Kiên Giang số 1022, đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Gạch Giá, có 30 phòng, sức chứa 180 người. Ngoài các khu cách ly tập trung, trên tỉnh còn bố trí các khu cách ly tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, đảm bảo điều kiện theo quy định như nhà nghỉ, khách sạn. Về phương án vận chuyển, thực hiện vận chuyển bằng xe ô tô chạy liên tục từ bến xe miền Tây là từ thành phố Hồ Chí Minh về Kiên Giang, không dừng, không đổ dọc đường. Trường hợp đặc biệt nếu dừng đổ sẽ tổ chức đảm bảo thực hiện khuyến cáo 5K, khuôn khuẩn, khu vực vệ sinh. Trước từng đợt đưa về, thực hiện thông báo và gửi danh sách đối tượng cho ban quản lý nơi tiếp nhận để chủ động và sẵn sàng điều kiện vật chất. Lựa chọn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu vận chuyển, đảm bảo phương tiện vận chuyển có độ an toàn cao, thông thoáng, thực hiện ngồi giãn cách trên xe, vệ sinh, khử khuẩn phương tiện và vận chuyển trước và sau mỗi chuyến xe đi theo quy định. Cán bộ phụ trách đón nhận người Kiên Giang trở về từ thành phố Hồ Chí Minh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, được thực hiện trong vòng 72 giờ. Bố trí cán bộ quản lý chung, cán bộ quản lý từng xe và nhân viên y tế theo đoàn. Đó là một ít thông tin mà Trung cập nhật lại cho cô chú anh chị mình được xem mà nắm rõ hơn cô chú anh chị. Thì cũng mong rằng các cô chú anh chị nào mà khi về Kiên Giang thì chúng ta cũng nên thực hiện tốt theo cái chỉ thị và tốt theo cái sự hướng dẫn của nhân viên y tế, chấp hành, luôn luôn chấp hành cái đề xuất mà Bộ Y tế đã đưa ra để mà đảm bảo sức khỏe cho người dân của mình và sức khỏe của mình hơn cô chú anh chị. Thì cũng chung cũng kính chúc
cô chú anh chị mình mà về sẽ thực hiện tốt được cái cách ly và được trở về nhà, trở về địa phương và hoàn thành cách ly một cách tốt nhất, có sức khỏe tốt nhất ha. Thì chung cũng xin được phép dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video.